tự nhiên lụm đường viên anh em ơi, mình cứ tưởng đâu mình bị khác lụm mình chứ ai về, tự nhiên nó bỏ viên vô tình mình có tướng đánh luôn. Từ từ lên em ơi, chưa gấp. Này phải có bùa đỏ nó ngon, chưa có bùa đỏ. Viên ngon chưa? Nên cân 3 đó. Sợ thua quá nè, thôi gì đi từ từ. Rồi thấy mẹ ăn cào cào quay vô nó cào kiểu này xác định rồi. Trời ơi, trời ơi, hết mẹ tướng đau mà lấy gì đánh nữa. Chơi cái mày ai chơi nó nè. Một hai ba bốn năm, năm con tướng một. Qua đâu này mình up lớp 8. Là cái gì đúng không mà trời? Thiếu cho gạt lắc luôn à. Gạt vẹt 2. Tí lấy giờ chỉ còn đợi chó gạt ra nữa là xong. Rồi thua luôn. Chơi không lại nè anh em ơi. Viên chưa kích hoạt nội tại luôn. Bắn nó chết ai đâu. 2, 4, 6, 7 con. Level 7 nó còn 7 con rồi bắn chết ai đâu. Bỏ mẹ ra bẹt luôn rồi không lấy được luôn. Có tiền đâu lấy. Tính bắn mẹ anh phai muỗng. Sắp lên 3 rồi. Không sao, 48 điểm ổn rồi. Trời ơi.
Trời ơi, khóa thằng mày rồi. Tự nhiên nó khóa tướng rồi. Đang đợi chó gặp hai vòng có thể mình lấy được anh em, hy vọng đó nó lấy găng lăng ngày chó gặp của mình nè. Rồi ngon anh em ơi, tuyệt vời. Tôi chỉ cần có thế. Whatever, let's just...